Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Auto, người chuyên bán những cái dòng xe lằng nhằng khù khoằm và xe hàng độc, hàng hiếm, hàng khó thì ở đâu ở đó có Vũ Duy Auto. Một chiếc xe mang biển số Hải Phòng 15A12301 với dung tích động cơ 1.8, một mẫu sedan phân khúc hạng B đẹp. Vừa về cửa hàng em Vũ Duy Auto xong. Con này thì đấy các bác nhìn này, màu sơn vàng cát cực đẹp nhá, rất hợp phong thủy các bác nào thích màu vàng cát. Vâng, một dòng xe rất là bền lành, máy ngon, côn số ngọt, gầm bệ chắc, điều hòa thì mát lạnh luôn. Và chiếc xe này thì giá nó chỉ hơn 100 một chút thôi. Nội thất ghế da của xe thì còn di nguyên bản và ghế thì sờ rất là mềm. Lăn bánh được 26 vạn rồi, vô lăng đẹp, không có tì vết. Và điều hòa của xe thì nói chung là lạnh buốt con tim luôn. La răng đúc thể thao, phanh đĩa 4 bánh nha các bác nhá. Vâng, bản laser, for laser bản Ghia 1.8. Chiếc xe này thì có gắn sẵn tích hợp thêm cả cam lùi cho các bác ơi. Đấy, thế nhưng mà những ai mà yêu thích cái dòng này, những ai mà thích những cái dòng xe của Mỹ với cái kích thước vừa phải nhưng kiểu dáng thì khỏe khoắn, trẻ trung, năng động, thì mẫu sedan 2 đồng này là một cái mẫu xe mà rất là lý tưởng cho bác. Gầm bệ chắc chắn, không có han mục, xe thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy, lốp dép thì chơi 4 quả lốp Michelin rồi, mới luôn nha các bác nhá, 2019, nhưng thực sự phải nói là lốp vẫn còn tương đối khá là mới luôn, ngon luôn. Đấy, gầm bệ chắc chắn, form dáng xe cứng, và các bác đi đường trường những cái dòng xe này thì không bao giờ biết hỏng vặt giữa đường. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Mỹ, vâng, rất là đẹp luôn, logo nổi bật Ford, các bác nhìn nào. Đấy, đèn của xe thì là sử dụng công nghệ đèn mới nhá, và Ford Laser là đi đầu với thiết kế đèn bi cầu. Đấy, tăng sáng rất là tốt luôn. Cản dưới cũng thế các bác nhìn này, sơn xi đồng cản tốt. Và nói chung là con này thì em cũng đã về xì tút xì tát rồi, chứ không phải là để nguyên xe như tình trạng hôm nọ. Vâng, nói chung là xe bán cho các bác như thế này là ổn rồi các bác. Về đi những cái dòng xe này thì rất là lành, ăn xăng ít, máy số ngon, gầm bệ chắc. Đấy, tôn vỏ dày luôn này. Đấy, con này thì nắp cabo vẫn còn rất là dày nhá các bác nhá. Đấy, sơn xi tôn vỏ căng đét đẹp luôn. Đấy, sơn màu vàng cát cho các bác luôn. Và những ai mà đi cái dòng xe này thì đã biết rồi, những dòng xe Ford này, những dòng xe đi rất là đầm, khung gầm chắc chắn, tôn dày, không như dòng xe Nhật mới Hàn nữa các bác nhá. Lốp con này thì 4 quả lốp Michelin 195-55 vành 15, với vành la răng của chiếc xe là vành la răng 9 chấu, tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Phanh đĩa 4 bánh kết hợp với cả hệ thống an toàn hàng đầu, phanh phiếc các thứ thì ngon. Và xe này thì nói chung lốp này là 2019, tuần giữa thì nói chung là cũng đi được tầm hơn 2 năm rồi. Thế mà được cái lốp nó còn ngon như này à các bác à. Đấy, lốp dày như này mà. Đấy, một chiếc xe ngon lành cành đào, gọi là ngon lành phở, người ta nói chung là chỉ hơn trăm thôi. Các bác đi xe máy thì cứ các bác mua một con SH đi, một con SH 150 thì các bác mua tầm khoảng tầm 120-130. Thế nhưng mà các bác vẫn phải mặc áo mưa, đi dời nắng thì vẫn phải mặc áo chống nắng. Nhưng mà đi chiếc xe này thì các bác ngồi trong xe, cái thứ nhất là các bác có thể là tránh mưa, tránh nắng, tránh khói bụi, an toàn cho bản thân mình. Và đi xe 4 bánh thì bao giờ nó oai hơn, kể cả bác đi con SH mới so với một người đi con ô tô nó khác hoàn toàn rồi. Lăn bánh 25 vạn 6 rồi các bác này, đồng hồ hiển thị rõ ràng nhá, máy số ngon, đấy, kính điện các thứ hoạt động hoàn toàn bình thường, tắp pizza xịn sò, đấy, nhựa này, các bác, còn những cái phần này thì hơi cũ theo thời gian các bác nhá. Vâng, nhưng nói chung là vậy là ok rồi. Em sẽ mở kính điện lên cho các bác. Nào, đấy, kính điện này lên xuống bình thường. Và tất cả các cái phần dán phim cách nhiệt ở trên xe thì ok. Keo chỉ này các bác nhìn đây. Đấy, keo chỉ led căng luôn. Sơn xi sạch sẽ. Đấy, đồng sơn tốt. Và con này thì nói chung là sơn của nó thì khỏi phải chê rồi. Trần của chiếc xe thì các bác nhìn trần nỉ này, đẹp mới luôn này. Đấy, trần nỉ đây, căng đét đẹp luôn này. Đấy, vâng, và táp lô thì phải nói là sạch sẽ luôn. Một chiếc xe gia đình không có taxi dịch vụ nhá các bác nhá, 100% không taxi dịch vụ. Đấy, màn hình đầu đĩa còn nguyên. Và con này thì điều hòa này, điều hòa cơ các bác nhá. Vô lăng thì các bác nhìn này, đây là người ta ít dùng nên là những cái chi tiết này nó vẫn còn chưa biết mài mòn là cái gì. Đấy, gần như là chưa mài mòn một tí gì luôn, túi khí còn nguyên bản nữa các bác nhá. Vô lăng đúc nhựa rất là cao cấp luôn. Đấy, tay nắm cần số thì theo thời gian rồi, vì đây là một chiếc xe số sàn, người ta dùng cái này thì sẽ là nhiều. Đấy, còn các cái phần nhựa của nó thì vẫn còn đẹp này các bác này. Đấy, vẫn còn đẹp và nét nhá. Ghế da của xe đây, các bác nhìn này, ghế da còn chưa biết bục rách luôn. Dòng này người ta nhập những cái da này toàn là da cao cấp rồi, thế nên là những cái chất da này của nó rất là lành bền. Đấy,
son si sạch sẽ, gầm chắc. Đấy, kính này. Và các bác nhìn ạ, đấy, nội thất ghế màu kem vàng. Tất cả xe thì đều là tông màu chủ đạo của nó là màu vàng cát các bác nhá. Đi những cái dòng xe này thì nói chung là rất là êm, chắc chắn. Đấy, và dòng xe này bền lành. Đấy, kính điện này hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, bản lề các cái mấu khóa của nó còn ngon như thế này mà. Đấy, keo chỉ nét căng này. Đấy, keo chỉ đây. Vâng. Đấy, còn lốp sau cũng thế này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, quả lốp sau này vẫn dày khự luôn nhá. Lốp dép dày. Nói chung là tầm này thì cũng là một chiếc xe cũ theo thời gian rồi, không thể bảo là xịn sò như xe mới. Đây, cốp điện này. Thế nhưng mà được cái là chất xe thì các bác cứ nhìn là đủ hiểu luôn. Phần đằng sau các bác nhìn hậu cân đối, không có lệch lạc. Đấy, có cảm biến lùi phía đằng sau cho các bác nhá. Hệ thống đèn hậu bên sườn đây. Đấy, đèn rõ ràng, mới tinh, không có ố này, không có vỡ biến dạng. Đây, bên này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn đèn hậu rất đẹp luôn. Đấy, hệ thống đèn soi biển số ngang nhá. Và cốp đây các bác nhìn này. Đấy, đồng sơn đẹp, không xì tút xì tát nhiều. Nói chung là chất xe này thì cũng tương đối đánh giá tầm khoảng 80% so với xe cùng loại các bác nhá. Một chiếc xe xuất sắc. Vâng, thế còn gầm sườn đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đồ nghề lốp xô cua, kích lốp các thứ đầy đủ nhá các bác nhá. Đấy, đồ nghề đây, kích lốp các thứ của nó ở đây. Đấy, đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì cả. Vâng, và form xe thì phải nói là khá là cứng cáp luôn. Kính zin này, đấy. Bên này anh thấy này, lốp 2019, lốp Michelin, dày khự luôn. Lốp tuần giữa thay đầu năm 2020. Đấy, tappy đây. Đấy, da đẹp này. Đấy, tuy nhiên là cái này thì nó có màu nó hơi ngà vàng nhá các bác nhá. Ngà vàng một chút. Đấy, sơn si keo chỉ căng, led căng từng cm luôn. Đấy, ghế này, nội thất ghế đây. Các bác nhìn nội thất ghế này, tươi roi roi luôn này. Đấy, và đặc biệt là dòng này thì có vùng cửa gió điều hòa vùng sau nhá, nên là các bác yên tâm là không bị lo nóng. Nhiều con thì nó không có cái cửa gió điều hòa đấy, nên là cái người hàng ngồi sau bao giờ nó cũng nóng hơn một chút. Nhưng mà nói thật các bác là ngồi trong ô tô thì nhiệt độ nó như nhau, thế nên là có nóng sớm hay nóng muộn thôi. Thế nên là các bác cứ bình tĩnh. Vâng. Đấy, thế còn đây này, ghế này. Đấy, phải nói ghế da rất là mềm, sờ nó cực mềm luôn. Ghế da đẹp và cực mềm. Táp lô thì khỏi phải chê rồi, táp lô đẹp như mới rồi. Đấy. Với cái tầm tiền loanh quanh khoảng hơn 100 triệu đồng, Ford Laser là một cái mẫu xe mà lựa chọn hoàn hảo luôn. Đấy, các bác nhìn này, đinh hàn của nó còn nguyên này. Đấy, hàn ngon nguyên nhá. Đấy, và nóc thì đã được sơn đen, rất là thể thao. Cái nóc này nói thật các bác, gặp em sơn từ cái đoạn này lên đoạn trên là tự dưng nó thành may bách luôn. Đấy, còn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2022 thôi các bác nhá. Một mẫu xe lành, bền, đấy, chất. Tương đối theo thời gian nhưng không thực sự là đẹp chói lóa. Đang có mặt tại Vũ Duy Auto và vừa mới về xong. Những bác nào mà yêu thích cái chiếc xe này hay là dòng xe này thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe. Còn bác nào mà chưa có cơ hội mua xe tại Vũ Duy Auto thì các bác có thể là đăng ký qua kênh của em Vũ Duy Auto để mà xem được cái mẫu xe mà ngon lành phở nhất tại Vũ Duy Auto về liên tục cập nhật tại cửa hàng. Đấy. Và ta sẽ cùng xem đề nổ của chiếc xe nhá. Con này được cái máy nó rất là ngon, êm, chạy sướng. Vâng. Đấy, máy lên ngay, êm ru. Và đây các bác à, gạt mưa gạt kính, ái chà chà phun tơi phết. Mỗi tội là gạt mưa này là kém này, cái gạt này kém này. Đấy, máy rất êm nhá các bác nhá. Máy tua êm, thấp. Đấy. Và ta sẽ cùng đi ra khoang máy để xem chất máy của chiếc xe này như thế nào. Con này được cái máy khỏi chê luôn. Đấy. Bên em thì nói chung là buôn bán xe thì cũng có con này con kia. Mình mua về không thể con nào cũng đẹp xuất sắc được. Nhưng được cái là chất cho các bác thôi nhá. Đấy, đợi em chống cái nắp capo lên cái xong rồi tao cùng xem khoang máy. Trước mắt các bác đang là khoang động cơ của chiếc xe Ford Laser bản GA 2004. Con này thì các bác có thể nhìn ạ. Vâng, máy động cơ cam kép DOHC. Và con này thì sử dụng máy 1.8. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 7 lít trên 100 cây các bác nhá. À, hơi thì xe không có hơi thừa. Ái chà, ui, nặng phết. Con này phải nói thực sự là những cái nắp này rất là nặng. Đấy các bác này, không có hơi thừa nhá, không có dầu mỡ bắn lên này. Đấy, dòng này thì nói chung là chất máy thì khỏi bàn luôn, bàn lành luôn. Đấy, các bác nhìn như thế này là các bác có đủ hiểu là máy rất là khô, khoang máy khô, sạch, không có dầu mỡ. Đấy, máy rất là êm, lành. À, phần sườn đầu này, các bác nhìn sườn đầu đây. Đấy, sườn đầu rõ ràng sắc nét. Đấy, thẳng căng luôn này. Đấy, và keo chỉ đây, khỏi bàn luôn. Đấy, keo chỉ này.
Vâng. Đấy, máy chạy rất là êm nhá, chắc chắn luôn, chắc máy luôn rồi. Đấy. Và những bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Forlaser bản Kia, xe xịn sò vừa mới về cửa hàng em Vũ Duy này thì hãy alo ngay cho em qua số điện thoại 0869158926. Một mẫu xe sedan phân khúc hạng B đẹp vừa về cửa hàng xong. Đây. Dòng này thì hồi xưa là chuyên dành cho nguyên thủ quốc gia nhá các bác nhá. Và cho những bộ trưởng, thứ trưởng ấy ạ. Nhưng mà bây giờ thì về đến tay của bên em Vũ Duy Ô Tô thì dành cho các bác thôi. Những người ưa thích những chiếc xe ô tô 4 bánh nhưng mà không có điều kiện mua xe hạng xịn, hạng sang thì các bác mua những cái dòng xe này thì quá ngon rồi. Đi nó rất là lành bền, không bao giờ phải lo hỏng vặt giữa đường. Và thực sự là những cái dòng xe Forlaser là những cái dòng xe mà chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Độ chất cũng như độ căng đến từ form dáng, sơn xi tôn vỏ. Và cũng là cái thương hiệu Ford, một thương hiệu đẳng cấp nổi tiếng trên thế giới các bác nhá. Vâng, những ai quan tâm đến chiếc xe này thì xe em đang để ngay ngã tư Quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng. Với số tiền chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Những bác nào quan tâm mời các bác qua cửa hàng của em. Và có thể điện thoại cho em qua số điện thoại 0869158926. Vâng, Phúc Duy Ô Tô chuyên các dòng xe lằng nhằng khu khoàm, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe xịn sò ngon lành cành đào. Người ta gọi là ngon lành phở. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.